cậu mở to loa to lên và giúp trẻ thêm một mạnh dạn tự tin giao tiếp, ứng xử, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. Chính vì đúng rồi, hôm nay trường mầm non Đông Đỗ long trọng tổ chức sự kiện tiệc buffet quê cho trẻ trong niềm vui hân hoan và háo hức của trẻ thơ. Đến từ các tiệc buffet ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Nữ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nữ, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng toàn thể các cô giáo, các cô nuôi, các bậc phụ huynh đại diện cho các nhóm lớp để trang dự và chuẩn bị cho các con buổi tiệc buffet đặc biệt ngày hôm nay. Xin cô chào và mời. Chúng ta cùng vui mừng chào đón sự có mặt của các bé xinh xắn đáng yêu lớp nhà trẻ T1. Sự có mặt của các bé khối 3 tuổi.
Xin cảm ơn các bạn, 100 bài hát tới.
sẽ bắt đầu chuột nó về nhiều hết cả. Rồi rồi bảy. Thank you.
chụp là không chụp được cái cảnh khe phần này đâu. Mất thẩm mỹ. Xong bây giờ điều hành lần lượt từng lớp. Mời nhà trẻ trước, mời lần lượt các lớp, từ nhà trẻ đi trước đi. Tôi xin mời các bạn lớp nhà trẻ D1, chúng mình sẽ mang mang cầm bát của mình, cầm bát của mình, cầm bát lên để lấy đồ đã. Lần lượt, xong rồi đi một đúng một vòng tròn nhé, xong rồi về nhé. Lần lượt như thế. Đấy các bạn cầm bát đi. Cầm bát lên. Lần lượt đi cho người là các cô với các bậc các cô giáo đâu rồi? Các cô giáo đâu ra hỗ trợ học sinh? Ra hỗ trợ học sinh đi. Lần lượt cho các con thích gì để ấy cho các con. Chúng mình cầm bát chúng mình mang lên trên này nào.
tư. Bạn nào không gấp được thì nhờ cô giáo hỗ trợ nhá. Rồi các bạn thích ăn gì các bạn lấy nhá. Thank you.
Cô mở nhạc đi. Ăn giỏi lắm. Đây mới nên mở nhạc đi mơ. À kia Sơn mở kìa. Nào chúng mình thưởng thức xong món súp thì chúng mình sẽ chuyển sang các món khác. Và trên bàn tiệc của các cô còn rất là nhiều món ăn nữa. Chúng mình ăn thêm, chúng mình sẽ lên lấy nhá. Nên lấy tiếp các món ăn về chúng mình ăn thật no nhá. Và đồ ăn ở trên bàn tiệc thì các cô sẽ giúp các con.